Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Ba ngày 14 tháng 11 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11 năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã đến trụ sở Chính quyền Nhân dân khu phố Đông làm việc với đồng chí Chu Chi Tùng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Khu ủy khu mới phố Đông Thượng Hải. Đồng chí Chu Chi Tùng bày tỏ, thời gian qua, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì và có những tiến triển mới hết sức quan trọng. Hai bên cũng trao đổi và chia sẻ về phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Thượng Hải và thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối để mối quan hệ song phương ngày càng phát triển bền vững. Đồng chí cũng đã dành nhiều thời gian để giới thiệu rõ nét về phố Đông Thượng Hải, sự chuyển mình của phố Đông từ một khu vực nghèo và kém phát triển sang một khu đô thị năng động là một trong những ví dụ điển hình của quá trình đô thị hóa quy mô lớn ở Trung Quốc nói riêng và trong khu vực châu Á nói chung. Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Thượng Hải. Đồng chí cũng rất ấn tượng trước những thành tựu mà phố Đông Thượng Hải đã đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao vai trò của phố Đông, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội đối với thành phố Thượng Hải trong khu vực và trên thế giới. Từ thực tế đó đã gợi mở nhiều hướng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tập trung xây dựng đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo ra thị trường vốn linh hoạt uyển chuyển để thu hút các định chế tài chính, nhà đầu tư lớn trên thế giới tham gia. Trên cơ sở nhu cầu của thành phố Hồ Chí Minh và thế mạnh kinh nghiệm của phố Đông Thượng Hải, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đã thẳng thắn trao đổi về kinh nghiệm trong quá trình quy hoạch phát triển trung tâm tài chính phố Đông. Việc thu hút nguồn vốn đầu tư ban đầu cho việc xây dựng trung tâm tài chính phố Đông, kinh nghiệm trong kêu gọi thu hút các định chế tài chính quốc tế, xây dựng khuôn khổ hành lang pháp lý cho trung tâm tài chính phố Đông. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên hy vọng trong thời gian tới, phố Đông nói riêng, Thượng Hải nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những hợp tác thực chất, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hai địa phương.